Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa chính thức cho ra mắt ePing, hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu trực tuyến phiên bản tiếng Việt cho doanh nghiệp. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu ePing hỗ trợ tạo điều kiện việc tuân thủ các yêu cầu liên quan đến quy định về an toàn và sức khỏe, các quy định về sản phẩm, quy trình thử nghiệm và chứng nhận, các biện pháp cần thiết khác để tiếp cận thị trường quốc tế. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, việc theo dõi sự thay đổi về yêu cầu sản phẩm tại các thị trường mục tiêu là việc quan trọng hàng đầu, tác động trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của hoạt động kinh doanh và xuất khẩu. Đây là lần đầu tiên ePing có ngôn ngữ không chính thức của WTO khi được Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với ITC, WTO và văn phòng SPS, văn phòng TBT tại Việt Nam và Đại học Ngoại thương triển khai hệ thống này theo phiên bản tiếng Việt. Cho đến nay, dự án thí điểm này đã dịch 50 thông báo trong ngành thủy sản, da dày, các thông báo SPS, TBT có liên quan đến nông sản gồm trái cây, rau quả sẽ sớm được dịch.